ông Trump có kế hoạch chi tiết chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Chiến sự Ukraine ngày hôm nay, binh sĩ Kiev rút lui ở Akhanhetsky, Nga truy kích. Vỡ trận, 6.000 quân Ukraine bị quân Nga truy đuổi suốt 9 km. Nga có thể tạo ra loạt vũ khí mới từ thiết giáp chiến lợi phẩm. Quân Ukraine rơi vào cảnh tiến không được, lùi không xong. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã lên một kế hoạch chi tiết nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Báo Telegraph dẫn một nguồn thạo tin cho biết ông Trump đã có một kế hoạch chi tiết nhằm giải quyết xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông ấy sẽ không tiết lộ nó ít nhất đến ngày bầu cử. Nguồn tin cho biết thêm, thay vào đó ông Trump sẽ tập trung vào một thông điệp đơn giản rằng ông ấy sẽ chấm dứt chiến tranh nhằm lấy lòng cử tri Mỹ. Hồi cuối tháng 4, trả lời phỏng vấn tạp chí Time, cựu Tổng thống Trump tuyên bố nếu ông đắc cử, Mỹ sẽ cắt viện trợ cho Ukraine nếu các nước châu Âu không viện trợ tương xứng. Ông Trump từ lâu đã phản đối việc Mỹ chi hàng tỷ USD cho Ukraine. Ông cũng đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Joe Biden về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Ông khẳng định nếu ông còn làm Tổng thống, xung đột Nga-Ukraine đã không nổ ra. Ông cũng tuyên bố có thể giải quyết cuộc xung đột này trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Tháng trước, Washington Post dẫn nguồn thạo tin nói rằng cựu chủ nhân Nhà Trắng muốn đưa Moscow và Kiev vào bàn đàm phán, thúc đẩy họ đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Theo nguồn tin, nếu ông Trump tái đắc cử, ông ấy nhiều khả năng sẽ liên hệ với Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky ngay sau khi giành chiến thắng hoặc vào ngày nhậm chức. Ông Trump có thể dùng viện trợ quân sự của Mỹ làm công cụ để gây sức ép với Ukraine. Nếu Ukraine muốn tiếp tục viện trợ, thì họ phải ngồi lại và đàm phán. Và nếu Nga không muốn chúng tôi cung cấp số lượng lớn hỗ trợ mới cho Ukraine, thì họ phải ngồi xuống và đàm phán. Điều đó không có nghĩa là nhượng bộ Ukraine hay nhượng bộ tất cả những đề nghị của Nga. Nguồn tin giải thích. Theo một số nguồn tin, ông Trump đang ấp ủ kế hoạch gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Theo kế hoạch này, Ukraine có thể phải từ bỏ bán đảo Crimea, vùng Donbass, để đổi lấy thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, đại diện của ông Trump đã lên tiếng bác bỏ. Trước sức ép của Nga, lực lượng Ukraine đã chạy khỏi Akhmetsky ở phía bắc Adika. Nhiều hình ảnh binh sĩ Kiev rút lui dưới màn đạn pháo của Nga đã xuất hiện. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ukraine đã triển khai một trong những tiểu đoàn tốt nhất của mình tới khu vực, nơi lực lượng tinh nhuệ của Nga đang giao tranh với quân đội hàng đầu của Ukraine. Trên hướng Bakhmut, giao tranh đang diễn ra ở vùng lân cận Chasovya. Lực lượng Moscow đang củng cố hai bên sườn và mở rộng vùng kiểm soát tại khu bảo tồn động vật hoang dã Stupki Holobisky 2. Lực lượng Ukraine tháo chạy khỏi Akhanhetsky. Tại phía bắc Adika, quân đội Nga nắm quyền kiểm soát các chiến hào mới ở phía bắc Keramik. Ngoài ra, lực lượng Kiev đã rút chạy khỏi phần phía bắc của Akhanhetsky và hệ thống chiến hào liền kề. Kênh Ryba cho biết lực lượng Moscow đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong khu vực Novokalinovi và Ocharetin. Trong khi đó, lực lượng Kiev tháo chạy hàng loạt khỏi Akhanhetsky. Lực lượng Moscow đang tấn công các khu vực mới theo hướng Kupiansk. Mặt trận này lại bắt đầu hoạt động tích cực, nóng lên trông thấy trong 24 giờ qua. Cụ thể, họ đang khiến Ukraine bối rối do không biết các kế hoạch tiếp theo của đối phương là gì. Lực lượng Kiev trước đó cho rằng trong tương lai gần, Adika vẫn là hướng phát triển chính, nhưng Moscow lại bất ngờ tấn công mạnh ở Kupiansk. Ở đây, binh sĩ Moscow đang tiến về Sinkovka, đã gia nhập các đơn vị tấn công các vị trí của đối phương ở Kislovka. Họ đang bỏ qua ngôi làng này từ phía đông bởi một cuộc tấn công trực diện vào khu vực đông dân cư sẽ là một quyết định phi lý do khu vực có nhiều cây cối rậm rạp, cảnh quan khiến việc đánh vỗ mặt trở nên nguy hiểm. Việc các đơn vị Moscow tiếp cận bên sườn Sinkovka diễn ra bình tĩnh và tương đối an toàn. Điều này sẽ trở thành đòn quyết định vào các vị trí của Ukraine trong khu vực này. Sự tiến bộ của quân đội Nga được quan sát thấy ở khu vực Kolyaroka, Kislovka, nơi các mũi xung kích của họ đã tiến tới vùng ngoại ô Kislovka, trong khi Ukraine được cho là đang rút lực lượng khỏi khu định cư. Giao tranh vẫn đang diễn ra và Nga đã chiếm được nhiều vị trí hơn sau một cuộc tấn công. Và sau đây là diễn biến trên các mặt trận khác. Lực lượng Moscow tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào cơ sở sản xuất và hạ tầng của quân đội Ukraine. Các mục tiêu và điểm triển khai của đối phương đã bị tấn công ở một số khu vực. Ở phía nam Kharkov, Nga đã phá hủy hệ thống phòng không Aristide do Đức chế tạo và các cuộc tấn công bổ sung của UAV Lancet đang nhắm vào thiết bị của Ukraine trong khu vực. Đổi lại, lực lượng Ukraine cũng hoạt động tích cực dọc biên giới, phá hủy các thiết bị của Nga. Tại phía nam Krasnohorivka, lực lượng Moscow đang tập trung vào các cánh đồng bị chia cắt bởi một hồ nước, nơi có khả năng bao vây đối phương. Theo hướng Voleda, sau khi củng cố Novomykhailivka và khu vực xung quanh, lực lượng Moscow đã tiến hành trinh sát để phát triển về phía Paraskovichka.
Ở vùng Kherson, các cuộc tấn công bằng pháo binh, bom FAB và máy bay không người lái của Nga đang gia tăng đều đặn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đối phương tấn công dữ dội Adika. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, 97 cuộc đụng độ xảy ra ở mặt trận, hầu hết theo hướng Adika. Đối phương phóng 2 tên lửa, thực hiện 65 đợt không kích và 12 đợt tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ cơ bản đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở Kupian, Liman, Bamut, Adika, Novopavlovsk, Marinka, Orekhov, Zaporizhia và Kherson. Báo cáo có đoạn, trong ngày không quân của lực lượng phòng vệ đã tấn công 13 khu vực tập trung quân nhân, 3 điểm kiểm soát. Các đơn vị tên lửa đã đánh bại một điểm kiểm soát của đối phương. MiG-31K cất cánh, Ukraine báo động không kích 4 lần liên tiếp. Ukrainska Pravda thông tin, không quân Ukraine phát cảnh báo đỏ lần thứ tư trong ngày qua. Lúc 21 giờ 45 ngày 3 tháng 5, cảnh báo không kích vang lên ở Ukraine. Lý do là MiG-31K của Nga xuất hiện. Cảnh báo có đoạn, chú ý, mối nguy hiểm tên lửa trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine. MiG-31K cất cánh từ sân bay Sevastopolka, vùng Nizhny Novgorod. Lúc 22 giờ 06 phút, phòng không Ukraine báo cáo có một tên lửa từ phía nam hướng tới Kamenskoye. Và lúc 22 giờ 36 phút, báo động đã được gỡ bỏ. Trước đó, cảnh báo không kích được công bố trên toàn Ukraine vào lúc 15 giờ 07 ngày 3 tháng 5 do hoạt động của hãng hàng không Nga, đặc biệt là MiG-31K, kéo dài 26 phút. 18 giờ 35, cảnh báo không kích thứ hai được công bố đối với MiG-31K, kéo dài 32 phút. Vào lúc 20 giờ 36 phút ngày 3 tháng 5, cảnh báo không kích thứ ba trong ngày được công bố trên tất cả các vùng của Ukraine. Nga chuẩn bị tấn công lớn, Ukraine đang đối mặt với giai đoạn mới. Tại cuộc gặp với các học viên ở Manisky, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng cuộc xung đột với Nga đang chuyển sang một giai đoạn mới trong bối cảnh Moscow bị cáo buộc tấn công lớn. Theo Tổng thống, người Nga đang chuẩn bị cố gắng mở rộng các hoạt động tấn công. Ông nói, bây giờ chúng ta đang đối mặt với một giai đoạn mới của cuộc chiến, đối phương đang chuẩn bị cho những nỗ lực mở rộng các hành động tấn công, và tất cả chúng ta cùng nhau, tất cả người Ukraine, binh lính của chúng ta, nhà nước của chúng ta, các đối tác của chúng ta phải làm mọi cách để ngăn chặn kế hoạch tấn công của Nga. Chúng ta phải chứng minh rằng đối phương trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình, bất kể họ có làm gì. Ukraine vẫn sẽ thắng thế, ông nhấn mạnh. Mỹ đánh giá khó có khả năng Ukraine sụp đổ trong thời gian tới. Tờ New York Times đưa tin, đánh giá bí mật mới nhất của quân đội Mỹ cho thấy lực lượng Moscow sẽ tiếp tục tiến vào Ukraine trong những ngày tới. Tuy nhiên, việc lực lượng Kiev bại trận được coi là khó xảy ra. Đánh giá được một quan chức Mỹ chuyển đến New York Times cho thấy rằng Nga sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi nhỏ ở phía Đông và Đông Nam cho đến ngày 9 tháng 5. Điều này có ý nghĩa biểu tượng đối với Moscow. Tuy nhiên, theo quan chức này, kết luận phân tích của quân đội Mỹ là quân đội Ukraine sẽ không chấp nhận thất bại hoàn toàn dọc chiến tuyến, bất chấp tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng. Những nguồn tin khác của New York Times không tin rằng Nga có đủ lực lượng để thực hiện một cuộc tấn công ào ạt trước ngày 9 tháng 5. Điều đó đòi hỏi phải tăng cường lực lượng đáng kể, điều mà các quan chức Mỹ không nhận thấy. Tuy nhiên, tài liệu cho biết Ukraine sẽ có thể ổn định chiến tuyến nhờ sự hỗ trợ quân sự mới từ các đồng minh phương Tây, trong trường hợp tốt nhất là vào mùa hè và trường hợp xấu nhất là trước cuối năm. Mỹ trước đó bày tỏ hy vọng rằng viện trợ quân sự mới trị giá gần 61 tỷ USD của Mỹ được công bố sau quyết định của Quốc hội sẽ giúp lực lượng Kiev cuối cùng giành lại thế chủ động trên chiến trường, nhưng một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Mỹ khởi xướng viện trợ mới trị giá 50 tỷ USD cho Ukraine. Mỹ đang đàm phán với các nước G7 để cung cấp viện trợ trị giá 50 tỷ USD cho Ukraine, một phần đáng kể số tiền sẽ được phân bổ từ lợi nhuận thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga, hầu hết đều nằm ở châu Âu. Theo các nguồn tin nắm rõ tình hình, kế hoạch này đang được thảo luận giữa các nước G7. Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận khi các nhà lãnh đạo G7 gặp nhau ở Ý vào tháng 6. Tuy nhiên, những người quen thuộc với vấn đề này lưu ý rằng các cuộc thảo luận rất phức tạp và việc ký kết thỏa thuận có thể mất vài tháng. Quân Nga liên tục triển khai lực lượng tăng cường và gia tăng sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine, trong khi đó các lực lượng Ukraine đã không còn đủ khả năng phản kháng. Quân đội Nga đã giành được nhiều chiến thắng quan trọng khi tăng cường triển khai lực lượng tấn công ở khu vực trung tâm Donetsk. Cuộc tiến công của quân đội Nga về hướng Ocheriti đã giành được thắng lợi to lớn. Ngay sau khi dọn sạch tàn dư của quân đội Ukraine trong thành phố, quân tiền phương của Nga đã tiếp tục tiến quân dọc theo sườn núi cao nguyên Odesny để tiếp tục mở một cuộc tấn công trên tiền tuyến dài gần 2,2 km vào khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát.
Mục tiêu của cuộc tấn công là nhằm kiểm soát cao nguyên 245 nhằm ở phía tây bắc Ocherty. Vị trí này sẽ là bước đệm quan trọng để quân đội Nga triển khai lực lượng đánh chiếm tuyến đường tiếp tế bắc nam của quân đội Ukraine cách đó 8 km. Từ những trận chiến diễn ra trong thời gian gần đây, có thể thấy rõ rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay đang có những thay đổi to lớn. Chỉ riêng trên hướng Donetsk, quân đội Nga đã có 6 nhóm tấn công khác nhau tiến về các khu vực do Ukraine kiểm soát cùng một lúc. Trong thời gian gần đây, quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật tấn công tập trung để phá tuyến phòng thủ của Ukraine. Khi chọc thủng một điểm trên tuyến phòng thủ, quân đội Nga sẽ tập trung lực lượng khoét sâu vào điểm yếu đó, từ đó phát triển lực lượng vào sâu bên trong và xé nát đội hình phòng ngự của quân Ukraine. Trên thực tế, chiến thuật này có từ thời Liên Xô cũ. Học thuyết tấn công của quân đội Liên Xô cho rằng, trong các chiến dịch tấn công cần tập trung lực lượng vượt trội tấn công vào những điểm yếu trên tuyến phòng thủ của địch. Tập trung vào các điểm đột phá, tận dụng lợi thế cơ động của thiết giáp để nhanh chóng chọc thâu vào trong địa trận của đối phương. Hiện tại, cuộc đột phá của quân đội Nga theo hướng Ocherty về cơ bản tuân theo học thuyết này, nhưng quân đội Nga đã có sự sáng tạo hơn khi sử dụng các tiểu đoàn tổng hợp làm lực lượng chính trong việc đột phá vào trận địa của quân đội Ukraine. Điều này sẽ giúp giảm được thiệt hại thay vì chỉ sử dụng các đơn vị thiết giáp tấn công vào trận địa của Ukraine. Bên cạnh đó, các lực lượng phía sau sẽ sử dụng UAV để trinh sát và hỗ trợ chiến đấu cho lực lượng đột phá, nhờ vậy giảm thiểu được thương vong cho binh sĩ mà vẫn đạt được hiệu quả chiến đấu. Chỉ huy trưởng Sư đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ 27 thuộc Tập đoàn Quân số 41 của Nga trên hướng Ocherty kể lại vào ngày 22 tháng 4, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 115 của Nga bất ngờ tấn công vào đúng thời điểm Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 47 và Lữ đoàn Dù số 25 của Ukraine đang bàn giao trận địa phòng thủ. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 Ukraine bị bất ngờ nên đã lập tức rút lui vào thành phố. Lúc này, khu vực phòng thủ của quân đội Ukraine đã sụp đổ một phần. Quân đội Nga chớp thời cơ tiến lên, điều thêm Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ 35 và Lữ đoàn súng trường số 30 đến điểm đột phá. Cuộc tấn công bất ngờ này khiến toàn tuyến phòng thủ của Ukraine sụp đổ, gần 6.000 quân thuộc các đơn vị gồm Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 47, Lữ đoàn Súng trường số 100, Lữ đoàn Dù 25 và Lữ đoàn Phòng thủ Nội địa số 129 phải rút chạy và quân bị đội quân Nga truy đuổi suốt 9 km. Trong khi quân tiền phương tiếp tục tiến lên và gây áp lực liên tục lên phòng thủ của Ukraine, thì các lực lượng khác của Nga cũng nhân cơ hội mở rộng vùng kiểm soát xung quanh thị trấn Ocherty. Chỉ trong một tuần, quân Nga đã giành được 7 ngôi làng và thị trấn ở hướng này, mở rộng vùng kiểm soát lên khoảng 30 km vuông. Trong ngày 27 tháng 4, theo giờ địa phương, sau khi kiểm soát hoàn toàn thị trấn Ocherty, quân đội Nga tìm cách tấn công làng Akhegret ở phía đông bắc thị trấn. Sau khi vấp phải sự kháng cự ngoan cường của quân phòng thủ Ukraine, quân Nga ngay lập tức chuyển hướng về phía tây bắc. Một cuộc tấn công ác liệt đã được phát động vào làng Novo và đã kiểm soát điểm cao 245 dọc theo đường cao tốc T0511. Đến sáng sớm ngày 30 tháng 4 theo giờ địa phương, quân đội Nga đã tăng gấp 3 diện tích kiểm soát ở phía tây bắc, tạo thành một khu vực nhô ra rộng 2 km và sâu 3 km. Đồng thời ở bên ngoài nhô ra, quân Nga tiếp tục đột phá sâu về phía tây bắc. Mục tiêu của cuộc tấn công ở giai đoạn này là đánh chiếm Novo Oleksandrivka. Với chiến thuật tấn công hiệu quả, quân đội Nga đang tiến rất chắc, từng bước đẩy lùi các lực lượng phòng thủ của Ukraine. Quân đội Ukraine gần như không còn sức để chống lại các đợt tấn công của quân đội Nga, mà họ chỉ có thể kéo dài thời gian phòng thủ càng lâu càng tốt. Những phương tiện thiết giáp NATO sản xuất rơi vào tay quân đội Nga có thể giúp Moscow tạo ra nhiều vũ khí mới có tính năng vượt trội. Hiện tại có nhiều ý kiến lo ngại quân đội Nga sẽ phát triển thành công các loại vũ khí mới nhờ nghiên cứu những thiết bị quân sự của NATO thuộc dạng chiến lợi phẩm thu được trong cuộc giao tranh ở Ukraine. Nhận định trên được đưa ra bởi cổng thông tin của Mỹ và đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng phân tích tin tức quân sự quốc tế. Cụ thể, giới chuyên gia phương Tây tin rằng Nga có khả năng tạo ra nhiều loại vũ khí mới bằng cách nghiên cứu các hệ thống tiên tiến do NATO sản xuất và rơi vào tay họ trong tình trạng tương đối nguyên vẹn. Việc mổ xẻ khai thác tính năng thiết giáp NATO sẽ giúp Nga sản xuất những vũ khí có khả năng khắc chế chúng, thậm chí còn thiết kế ngược để tạo ra sản phẩm tương đương. Trong số các phương tiện thiết giáp đang trưng bày có xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3, Bradley M2A2 và CV9040, chứa đựng bên trong rất nhiều công nghệ và nguyên tắc thiết kế tiên tiến của phương Tây. Cổng thông tin nói thêm, quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng những phương tiện thiết giáp chiến lợi phẩm sẽ cho phép các chuyên gia Nga sửa đổi và cải tiến vũ khí của họ.
Điển hình như người Nga có thể cải tiến vỏ giáp, cảm biến và hệ thống điện tử dựa trên tìm hiểu những xe bọc thép này, từ đó phát triển các biện pháp đối phó nhằm tăng khả năng sống sót của chiến xa Nga trước các mối đe dọa tương tự. Mối nguy hiểm lớn nhất khi Moscow nghiên cứu các phương tiện chiến đấu bị bắt giữ đó là sẽ sớm tung vào chiến trường những sản phẩm của Nga với tính năng vượt trội hơn đáng kể so với thiết giáp tiên tiến của phương Tây. Đánh giá theo các báo cáo từ binh sĩ Nga ở tiền tuyến gửi về, tất cả các xe bọc thép tốt nhất thế giới và tiên tiến hàng đầu do phương Tây chế tạo đều có thể bị bắn hạ bởi vũ khí thông dụng của họ. Cần nhắc lại là cuộc triển lãm các xe bọc thép phương Tây thu được trong những trận chiến ở Ukraine đang được tổ chức trên đồi Polonnaya, thủ đô Moscow. Sự kiện này diễn ra từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng 5 năm 2024. Tổng cộng hơn 30 mẫu thiết bị quân sự do Mỹ 12 quốc gia sản xuất sẽ được giới thiệu tới du khách, bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiệp Khắc, Nam Phi, Phần Lan, Úc, Áo và Ukraine. Trong số các mẫu vật trưng bày có xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 và T-72, xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức, Bradley của Mỹ, xe bọc thép M113, Mark Pro, BMC Kipi và nhiều loại khác. Hành động trên của Nga có lẽ nhằm đáp trả những cuộc triển lãm tương tự được Kyiv thực hiện và họ thậm chí còn đi xa hơn khi kéo những vũ khí bị hư hỏng chiến đấu của đối phương đi trưng bày khắp châu Âu. Ngoài việc lo ngại Nga có thể sao chép công nghệ, báo chí nhiều quốc gia phương Tây còn tỏ rõ thái độ không bằng lòng với cuộc triển lãm trên khi nhận xét Moscow đang cố tình hạ thấp hình ảnh các nước NATO. Một chỉ huy của quân đội Ukraine cho biết tình cảnh của họ bây giờ tiến cũng không được do phòng thủ của Nga quá vững chắc mà rút lui cũng không an toàn do hậu phương không có tuyến phòng thủ. Một sĩ quan chỉ huy của quân đội Ukraine tên là Baja cho biết tình trạng thiếu đạn pháo buộc quân đội Ukraine phải rút lui, nhưng ngay cả việc rút lui cũng không an toàn vì tuyến phòng thủ ở hậu phương gần như không có để họ rút về. Theo thông tin từ hãng thông tấn của Pháp và các phương tiện truyền thông khác ngày 2 tháng 5, quân đội Ukraine phải liên tục rút lui từ làng này sang làng khác khi giao tranh ác liệt diễn ra ở vùng nông thôn phía tây thành phố Adyka trong tuần qua. Việc xây dựng hệ thống trận địa công sự phòng ngự phải được đẩy nhanh để khi rút lui chúng ta có thể chiến đấu ngay được ở các vị trí đã chuẩn bị trước. Nhưng chỉ có công sự thôi là chưa đủ, Bataya nói. Trước làn sóng hoảng loạn sau khi Adyka bị quân đội Nga kiểm soát, Ukraine đang khẩn trương xây dựng hệ thống công sự trận địa phòng ngự, nhưng chủ yếu là chiến hào, hố cá nhân, hầm ếch, các vị trí bắn và một số hầm trú ẩn trên tiền tuyến. Tuy nhiên, hàng chục chỉ huy quân đội, quan chức chính phủ và người đứng đầu một số công ty xây dựng của Ukraine cho biết, quân Nga tiếp tục pháo kích và ném bom dữ dội vào các khu vực chiến tuyến, khiến việc xây dựng bị đình trệ và gặp nguy hiểm. Trong khi đó, phía Ukraine cũng thiếu máy móc xây dựng, vật tư cộng với là bộ máy quan liêu và tham nhũng. Tất cả những yếu tố trên đã làm tê liệt việc xây dựng hệ thống phòng thủ dọc mặt trận dài 1.000 km, ngay cả trong bối cảnh cuộc tấn công mới của Nga sắp xảy ra. Tin mừng là gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng trước có khả năng giúp Ukraine thu hẹp khoảng cách về hỏa lực với Nga. Tuy nhiên, cho đến khi Kyiv có thêm vũ khí, Moscow sẽ tiếp tục khai thác những điểm yếu của Ukraine. Ukraine đã phân bổ gần 960 triệu đô la Mỹ trong năm nay để xây dựng một mạng lưới phòng thủ rộng lớn. Những người lính ở tiền tuyến tin rằng lẽ ra họ phải làm điều này vào năm ngoái khi Ukraine đang có lợi thế trên chiến trường, chứ không phải bây giờ khi họ đang thua liên tiếp. Ngoài chiến hào và các công sự khác, hệ thống phòng thủ nhiều lớp còn có mìn và chướng ngại vật chống tăng được gọi là răng rồng, thường được xây dựng trước khi xung đột nổ ra. Nhưng quan trọng nhất là các kế hoạch chiến đấu phòng ngự phải được xây dựng sẵn sàng trước khi quân Nga tiến đến. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!